Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mẫu xe Toyota mà xe nâng nha bạn. Nâng 4 tấn nha bạn. Nâng 4 tấn nha bạn. Thì cái xe này mình lấy được của công ty các bạn. Mình lấy được của công ty thì giá rất là rẻ luôn nha bạn. Thì bạn nào mà cầu về nâng mà khối lượng lớn thì liên hệ với mình nha. Đây là xe nâng số tự động nha các bạn. Rồi mình sẽ quay xe cho các bạn coi nha. Xe còn rất là mới nha bạn, của Toyota 4 tấn nha bạn. Xe còn rất là đẹp nha bạn. Thì cái lỗ nhỏ này thì không có vấn đề gì nha. Nhỏ này không có gì nha. Này khối lượng nâng tới 4 tấn nha bạn. Xe còn rất mới, rất đẹp nha bạn. Có seat belt nữa nha bạn. Cháy các kiểu còn rất là đẹp nha bạn. Đây. Xe ăn rất là ít xăng nha bạn. Đây 4 tấn nha bạn. Xe này đang được tới trọng lượng là 4 tấn nha bạn. Bỏ này đây còn rất mới nha bạn. Nhỏ trước nhỏ sau nha. Đây nhỏ sau. Mới nha bạn. Hàng của công ty nha bạn. Rất là đẹp bạn. Thì các bạn nào mà có nhu cầu về nâng hàng nặng nha bạn. Xe đời mới số tự động nha bạn. Rất là mới nha. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Này bánh sau nè. Sau nè. Chút ha. Về cái này ha. Đây là seat belt nè bạn. Đây seat belt ha. Của Toyota. Đứng tại chỗ nè, tới nè.
ve nè ha, đèn nè các bạn, đèn cũng như xe hơi nè các bạn, mấy chế độ ha, đèn nè, tắt nè, xin nhan nè các bạn, xin nhan trước, trái phải ha, đây là chân ga nè, ga nè. Xe nè các bạn, để em quay chặn xe các bạn coi, kiến nè, trời mưa là không sao nha, mưa gió là không sao, đây, đây, đu răng nhẹ luôn nha các bạn, răng nhẹ, kèn ha, đây kèn ha, đây nâng ha, đây nâng lên ha, nâng lên hạ xuống ha, lên hạ xuống. Lên hạ xuống, còn cái này là cái gạt nguyên cái cần trục này nữa các bạn, nổ máy lên, nổ máy lên cho các bạn coi ha. Nâng lên các bạn, nâng lên ha, đó nâng lên, đây là nâng cái trục lên, không lên, hạ xuống các bạn. Nâng lên nè, miếng ga lên các bạn, thấy không? Hạ xuống hả? Hạ xuống nhẹ, các bạn. Đó, xích này các bạn, xích rất là mới luôn nha các bạn. Xích các bạn, cái vòng này rất là mới nha các bạn. Này là tay. Lâu cho mình ha, giá đẹp luôn ha. Giá khoảng là 150 triệu thôi nhé bạn, 150 triệu thôi nhé bạn. Xe còn rất đẹp của Toyota luôn nha bạn, rất là bền luôn nha, đẹp của Toyota rất là bền luôn. Thanh lý nha bạn, giá rẻ bất ngờ nha bạn. Ai có nhu cầu mua xe thì liên hệ với mình nha. Rồi, đó, xe review lại cho các bạn coi. Xe rất là bền nha bạn. Bạn nào có nhu cầu về
thôi. Rồi, chào các bạn nha.